22 triệu chiếc xe máy xăng 50cc Neo Smart thương hiệu Nhật. Các bác nhìn thấy đẹp không ạ? Vậy mà hôm nay em thanh lý đấy các bác, em thanh lý còn có 18 triệu thôi các bác. Đấy, thanh lý còn 18 triệu cho các bác nhé. Bác nào có con em vào cấp 3 này đang muốn mua xe xăng này, chúng ta có thể tham khảo cái mẫu này nhé. Em đang thanh lý còn 18 triệu. Lý do thanh lý là gì ạ? Con này em nhập từ Tết, em chưa bán được, không hiểu nó phải vía làm sao. Em không bán được. Hôm nay em lôi ra em thanh lý luôn cho các bác. 18 triệu. Đấy, xe mới người ta đang bán 22 triệu đấy. Nhưng em vừa thanh lý còn 18 triệu, lỗ 4 triệu cho các bác nhé. Chỉ vì là từ Tết rồi em không bán được thôi mà em để nó phải vía kiểu gì nên em mang thanh lý luôn, chấp nhận lỗ vốn luôn cho các bác. Bác nào con em đang vào cấp 3 muốn mua xe xăng thì tham khảo mẫu này cho em nhé. Cực kỳ đẹp luôn, Neo Suma thương hiệu của Nhật rồi. Máy móc còn zin nguyên đai nguyên kiện, chưa làm gì cả, chỉ qua để lâu từ Tết đến giờ thôi. Đó. Hoặc là các mẹ phụ huynh nào mà chúng ta không có bằng lái, chúng ta chọn mẫu này hộ em, rất là ok luôn nhé. Xe máy đi cực kỳ êm ổn định. Màu trước mặt mọi người là màu xám nha mọi người. Màu xám nhé.